vừa rồi bên chỗ gia chùa cùng tất cả quý vị Phật tử cũng tham gia vào hỗ trợ, cũng giúp đỡ cho các bà con, và cũng sau đó thầy cũng động viên cho bà con tại xã Phúc Tân cũng tham gia vào bếp cơm để nấu cơm và cũng phát cho bà con vùng lũ lụt ạ, không ngại khó khăn hay gian khổ gì cả. Và hôm đó thì họ điện cho thầy cũng 11 giờ đêm. Họ nói thầy cố gắng giúp đỡ con vì ở đây hoàn cảnh khó khăn lắm mà. Thầy là vấn đề đó có chi tiết thầy để điện Phật tử xem tình hình thế nào. Hôm đó cũng đưa mọi người từ trong thuyền, mình cũng bên thầy cũng cùng đi thuyền cùng với họ để vào để đưa đoàn ra. Dạ, cũng có mắc kẹt mấy cái gia đình. Thuyền mình thì cũng to, cũng vào có những chỗ vào không được. Sau thì cũng giờ mấy em lực lượng thanh niên tại xã Phúc Tân để đưa các cháu về các cái gia đình đang mắc kẹt ở trong đó ra ngoài. Dạ, như là Phật. Ở thành phố nó khác với ở những điểm nước tĩnh. Ví dụ như là ở phường Quang Vinh, như ở xã Tân Phú thì nước chảy rất kinh khủng, đi vào đường phố như dòng sông. Thế do vậy mà tàu bè, thuyền bè đi lại là cái đấy là cũng phải rất là kinh nghiệm, mà cũng gây ra rất nhiều khó khăn. Và đặc biệt là khi mà nước lên thì ngập tất cả các lan can của các nhà, mà lan can bảo vệ của sân trước cửa nhà thì đều có sắt nhọn. Đấy, do vậy mà đây cũng là một cái trở ngại. Cái trở ngại thứ hai nữa là đường dây điện, khi nước lên thì đường dây điện rất là thấp. Đấy, đây cũng là cái khó khăn. Cái khó khăn thứ ba là khi mà nước lên cao ấy, thì tài sản của nhân dân nằm ở dưới nước, dưới lòng đường rất là nhiều. Ví dụ như ô tô, đấy, cũng đi cũng phải tránh, lầy lựa. Dưới lòng đường thì rất nhiều ô tô bị ngập. Cái khó khăn thứ tư nữa là cái xe rác, cái xe mà thu gom rác rất là nhiều nằm dưới lòng đường. Đây là cũng là một cái hạn chế để mà thuyền cứu hộ chúng tôi đi chẳng may mà vấp xe rác thì là nó cũng ảnh hưởng, đây là một khó khăn. Và cũng có những kỷ niệm rất là vui và rất là đáng nhớ. Ví dụ đi vào đến ngày thứ ba thôi, chung cư tiến bộ, các bác không thuyền bè nào vào được, rất là hạn hữu thuyền vào được thôi, thì có bác đã ôm cái bình ga. Đấy, ôm cái bình ga đi ra đến được phần ba đường, mệt quá rồi, thế là anh em cứ chọn lại chở ba cái cá bình ga cái thứ lên tàu. Khi thấy mọi người là anh em tàu thuyền ấy đi ra rồi là cũng nghĩ luôn là bây giờ anh em đi ra thì chắc chắn là sẽ có không có những cái nhu yếu phẩm thiết yếu, chẳng hạn như cơm ăn luôn hoặc là đồ khô đến bà con, thì em cũng nghĩ luôn là bây giờ mình phải tổ chức luôn về cái hậu cần về sau. Thế là em cũng liên hệ luôn về thầy chùa, thì thầy chùa cũng có ý định luôn, thế là em tạo luôn một nhóm về thanh niên trong xã và bà con trong xã để làm luôn về mảng hậu cần ở trên bờ đê Đông Lâm, hỗ trợ cho một đội là đội sinh viên khi nước mà cạn rồi ạ. Thì các bạn sinh viên là các bạn trọ thì chủ yếu là nhà trọ bên dưới và bị ngập hết rồi, thì các bạn là bếp ga bếp viếc là cũng không nấu ăn được gì được, mà khu đấy dân ngập hết rồi thì quán ăn cũng không có. Thế là em ấy mang khoảng tầm hơn 100 suất cơm ra, thì nhìn thấy các bạn đang dọn phòng mà các bạn bẩn từ đầu đến chân, nhìn rất chi là đáng thương, và mình cảm thấy rằng là cái suất cơm mình gửi đến các bạn đấy là thật có ý nghĩa.